Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước tiên em xin được chúc cho anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong tất cả các công việc. Thì ngày hôm nay là 27 tháng 2 âm lịch, cũng còn 2-3 hôm nữa là bước qua tháng 3 âm lịch rồi. Thì em cũng tranh thủ làm clip chia sẻ đến với anh chị trước về việc sử dụng những loại phân bón NPK để chăm sóc cho cây mai trong cái giai đoạn thứ nhất, bắt đầu từ tháng 3 âm lịch cho đến tháng 6 âm lịch. Đối với những cây mai tới thời điểm này nó đã phát triển khỏe mạnh, chồi lá trên cây nó đã xanh già và bộ rễ của cây nó đã khỏe, thì chúng ta bắt đầu bổ sung phân bón NPK để cung cấp dinh dưỡng cho cây, giúp cho chồi lá trên cây nó phát triển được tốt hơn, mập chồi cũng như bộ lá trên cây nó xanh dày. Thì bây giờ em sẽ quay và chia sẻ những loại phân bón mà em sử dụng để chăm sóc cho những cây mai trên vườn của em, để anh chị mình xem trước và tham khảo. Nếu như anh chị và các bạn thấy hợp lý thì chúng ta có thể áp dụng để chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và cũng mong cô chú anh chị và các bạn xem video thì mỗi người hãy ấn tặng cho em một lượt like ngay góc trái màn hình để tiếp thêm động lực giúp cho em ngày càng chia sẻ tốt hơn, cũng như giúp cho YouTube đề xuất cái video của em đến được với nhiều người, nhiều anh em yêu thích cây mai hơn. Và những anh chị mới biết kênh của em, nếu như yêu mến và tin tưởng thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo chọn tất cả để mỗi khi em đăng clip anh chị mình sẽ đón nhận được ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Thì trước tiên em cũng xin được chia sẻ đến với anh chị, đối với việc trồng và chăm sóc cây mai thì bất kỳ một anh chị nào, dù cho trồng nhiều hay trồng ít, trồng ở trên chậu hay ở dưới đất, thì anh chị mình cũng muốn cho cây mai của mình nó phát triển khỏe mạnh, xanh tốt, chi trồi trên cây nó vươn ra mập mạp, cứng cáp, rồi bộ lá trên cây nó xanh dày, và cuối năm cây nó có nhiều nụ, nhiều bông để nở vào cái dịp Tết. Thì nếu như các anh chị mình muốn cho cây mai của mình nó đạt được những gì mà chúng ta mong muốn, thì anh chị mình phải chăm sóc, bón phân, xịt thuốc đầy đủ cho cây, nhất là đối với những cây mai mà anh chị mình nuôi trồng ở trên cái chậu ha. Thì chúng ta cần phải chăm sóc thật tốt thì cây nó mới phát triển theo ý muốn của mình được. Cũng như những loại phân bón dinh dưỡng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho cây thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn cây nó phát triển và chúng ta áp dụng cho nó phù hợp. Thì đối với cây mai nó sẽ có 3 giai đoạn để cây nó phát triển và sinh trưởng. Thì cái giai đoạn thứ nhất đó là từ sau khi mà anh chị mình bấm xả tàn, tức là sau khi chúng ta chơi bông vào cái dịp Tết, chúng ta bấm xả tàn và tưới kích rễ để kích thích lại bộ rễ cho cây, cũng như kích thích cho những cái cơ chồi mới nó phát triển ra. Thì chúng ta tưới dưỡng rễ, chăm sóc cho đến khi cái cơ chồi thứ nhất nó phát triển ra khỏe mạnh và những cái lá trên cây nó đã xanh già, thì chúng ta sử dụng những loại phân bón có chỉ số đạm cao vừa đủ để giúp cho những cái cơ chồi nó phát triển ra được tốt hơn, nó phân ra được nhiều chồi. Và những cái lá sau khi nó phát triển ra to bự thì ngoài cái hàm lượng đạm cao, chúng ta cần phải bổ sung cho cây một cái hàm lượng lân trong cái giai đoạn đầu. Thì lân nó sẽ hỗ trợ cũng như kích thích cho bộ rễ của cây mai chúng ta phát triển ra khỏe hơn, mạnh hơn, cũng như nó hạ phèn và tăng cường hàm lượng tinh bột để giúp cho những cái chi chồi sau khi nó phát triển ra thì nó to lớn, mập mạp, như nó cứng cáp, và đặc biệt là nó giúp cho bộ lá của cây mai chúng ta trở nên xanh và dày lá. Thì cái giai đoạn 1 là từ giờ cho đến hết tháng 6 âm lịch thì chúng ta chăm sóc làm sao để cho cây mai nó phát triển ra thật khỏe mạnh, bộ lá trên cây nó xanh dày để nó quang hợp mạnh, thì nó mới tích trữ được nhiều năng lượng và dinh dưỡng để nó bước vào cái chu kỳ thứ hai, đó là cái chu kỳ mà cây nó bắt đầu bước vào giai đoạn sinh sản cũng như phân hóa mầm hoa. Thì lúc đó cái chất lượng bốc nụ trên cây nó mới phát triển lên được nhiều ha. Thì cái loại phân bón dinh dưỡng mà em bắt đầu sử dụng để chăm sóc cho những cây mai trên vườn của em từ tháng 3 âm lịch cho đến tháng 6 âm lịch, đối với những cây chồi lá nó đã phát triển ra xanh tốt, khỏe mạnh, thứ nhất đó là cái phân bón DAB ha anh chị. Phân bón DAB, đây là một loại phân bón có hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, phù hợp cho chúng ta sử dụng để chăm sóc cho cây trong cái giai đoạn đầu, hoặc những cây cây con
cây mới lớn. Và cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong cái phân bón này nó chỉ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là 18% đạm. Và cái thành phần thứ hai là 46% lân. Thì 18% đạm trong cái phân bón DAP, một cái hàm lượng vừa đủ để nó giúp cho cây mai chúng ta phát triển cái cơ đọt trong cái giai đoạn đầu, nó vươn ra được khỏe mạnh, hạn chế tình trạng thưa mắt lá ha. Còn 46% lân ở trong cái DAP nó sẽ giúp cho bộ rễ của cây mai chúng ta phát triển khỏe mạnh trong cái giai đoạn đầu năm, và nó có thể hạ phèn cũng như tăng cường tinh bột, giúp cho những cái chi chồi nó trở nên to mập và bộ lá xanh dày. Thì ngoài cái phân bón DAP hay còn gọi là phân bón vô cơ, phân hóa học ha anh chị, thì chúng ta cần phải bổ sung cái hàm lượng phân bón hữu cơ cho cây. Thứ nhất là nó tăng thêm độ mùn cho đất, bởi vì cái chất trồng mà chúng ta sử dụng để trồng cây mai ở trên trọc thì chủ yếu là sơ dừa và trấu, cho nên chúng ta bổ sung hữu cơ nó sẽ tăng thêm cái độ mùn cho đất. Cái thứ hai là phân hữu cơ nó sẽ tăng cường hệ vi sinh vật ở trong đất, giúp cho đất tơi xốp, thì bộ rễ của cây mai chúng ta nó mới phát triển ra khỏe mạnh được. Và khi mà anh chị mình bổ sung hữu cơ cho cây, nó sẽ giúp cho cây trồng chúng ta phát triển bền bỉ cũng như nâng cao tuổi thọ của cây trồng. Thì đối với cái phân bón hữu cơ, anh chị mình có thể sử dụng bất kỳ một loại phân bón hữu cơ nào ha, như là phân trâu, phân bò, phân dê, phân dơi, phân trùng quế. Nói chung anh chị mình có loại nào thì chúng ta sử dụng loại đó, miễn làm sao nó đã được diệt sạch nấm mệt thì anh chị có thể sử dụng để chúng ta bón cho cây mai của mình. Nhất là những loại phân chuồng như là phân trâu, phân bò thì anh chị mình phải phơi khô và chúng ta ủ cho nó hoai mục bằng những chế phẩm như là cái nấm Trichoderma để nó phân hủy và nó diệt sạch những cái ấu trùng ở trong cái phân. Thì lúc đó anh chị mình bón mới cho cây thì nó mới an toàn ha. Bởi vì những loại phân chuồng thì nó hay có cái ấu trùng và những cái con sùng đất ha anh chị. Thì khi mà anh chị mình không xử lý cũng như không ủ qua cái Trichoderma thì anh chị mình bón cho cây, nó sẽ sinh ra những cái con sùng đất. Thì khi đó nó sẽ cắn phá cái bộ rễ của cây, làm cho cây mai chúng ta nó không phát triển được ha. Thì đây là hai loại phân bón dinh dưỡng chính mà em sử dụng để bón cho những cây mai trên vườn của em, bắt đầu từ tháng 3 âm lịch cho đến tháng 6 âm lịch, đối với những cây mà chồi lá nó đã phát triển ra khỏe mạnh, lá nó đã xanh già. Thì cứ mỗi tháng chúng ta chia ra để bón định kỳ cho cây, giúp cho cây nó phát triển được tốt hơn. Thì như đầu tháng anh chị mình bón DAP, tức là phân hóa học ha, phân vô cơ. Thì tới giữa tháng anh chị mình bón hữu cơ. Và ngoài hai loại phân đó là vô cơ và hữu cơ, thì mỗi một tháng anh chị mình bổ sung cái dưỡng rễ để tăng cường cái hệ rễ cho cây nó được tốt hơn. Thì khi bộ rễ nó phát triển ra mạnh thì nó sẽ hấp thu được dinh dưỡng nhiều và nó nuôi lên cho những cái chi chồi ở trên cây. Thì đó, khi đó cây mai của anh chị nó càng phát triển mạnh hơn ha. Thì cái dưỡng rễ em sử dụng đó là N3M kết hợp với cái Humic. Thì trong cái N3M này nó cũng có bổ sung 11% đạm. Nó cũng giúp cho cây mai chúng ta phát triển đọt rất là tốt ha. Cũng như nó tăng cường cái bộ rễ được khỏe hơn. Còn cái Humic thì nó cũng chiết xuất là một dạng phân bón hữu cơ. Thì đối với cái công dụng của Humic, thứ nhất là nó giúp cải tạo đất, giúp cho chất trồng tơi xốp, cũng như giúp cho cây trồng hấp thu nhanh, và nó trung hòa độ pH đất, giúp cho cây trồng hấp thu tối đa dinh dưỡng, cũng như nó chuyển hóa những loại phân bón dễ khó tiêu thành dạng dễ tiêu để cây trồng chúng ta nó hấp thu được tốt hơn. Thì sau khi mà cây mai chúng ta đã phát triển khỏe mạnh, chúng ta đã sử dụng phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ để bón cho cây định kỳ, thì cứ mỗi tháng anh chị mình tăng cường một lần để tưới ở gốc cho cây cái N3M và Humic để nó giúp cho bộ rễ của cây mai chúng ta phát triển được khỏe hơn ha. Đó, thì đây là những loại phân bón mà em sử dụng
để bón cũng như tưới ở gốc cho cây định kỳ mỗi tháng một lần. Trong giai đoạn đầu năm, từ giờ cho đến hết tháng 6 âm lịch, thì em áp dụng ở vườn em như thế nào thì em chia sẻ để anh chị mình xem trước tham khảo. Nếu như anh chị mình thấy hợp lý thì chúng ta có thể áp dụng để chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và ngoài những loại phân bón mà chúng ta sử dụng để bón cũng như tưới gốc cho cây, thì mỗi tháng anh chị mình bổ sung thêm cái phân bón combi vi lượng để chúng ta phun qua lá cho cây. Cứ một tháng anh chị mình phun cho cây một lần là được ha, từ giờ cho đến cuối năm, để giúp cho cây mai chúng ta tăng sức đề kháng, nó phát triển khỏe hơn, cũng như bộ lá trên cây nó xanh mượt hơn, và tới cuối năm thì cái chất lượng bông nó nở ra, màu sắc nó đậm, nó đẹp hơn. Đó, anh chị mình thấy công dụng của nó ha, bung đọt kéo cành, cây xanh bền, to lá mập cọc. Thì trong đây nó có bổ sung cái hàm lượng canxi, nó sẽ giúp cho những cái chi cành cứng cáp. Ngoài ra những nguyên tố như là bo đồng, sắt, kẽm, mangan thì nó sẽ tăng cường hệ diệp lục cho lá, giúp cho bộ lá trên cây mai chúng ta nó phát triển ra được xanh dày, bóng mượt hơn, hạn chế tình trạng xoắn lá, xoắn đọt. Thì trong tất cả những loại phân bón nó đều có bổ sung cái vi lượng, nhưng cái hàm lượng nó không có nhiều. Thì cứ mỗi tháng anh chị mình phun bổ sung qua lá cho cây một lần để tăng cường cho cây thì nó sẽ tốt hơn ha. Và anh chị mình muốn chồi ở trên cây nó vươn ra mạnh thì anh chị có thể phun hỗ trợ thêm cái phân bón lá NPK 30-10-10 ha. Thì đây là một loại phân bón có cái hàm lượng đạm rất là cao. Thì anh chị mình phun qua lá cho cây để tăng cường cho những cái chồi trên cây nó phát triển ra được mạnh hơn, vươn dài hơn. Đó, thì đây là tất cả những loại phân bón đơn giản mà em sử dụng để chăm sóc cho những cây mai trên vườn của em từ giờ cho đến hết tháng 6 âm lịch, mà em chia sẻ đến với anh chị trong clip ngày hôm nay để anh chị mình xem tham khảo. Nếu như anh chị mình thấy hợp lý thì chúng ta áp dụng để chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc, em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và cuối clip một lần nữa, em cũng xin được kính chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn, bình an và hạnh phúc ha.